bán nhà mặt tiền đường Cao Thắng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Một cơ hội đầu tư trên tuyến đường Cao Thắng với giá bán mong muốn của chủ nhà là 38 tỷ đồng. Chào mừng bạn đến với một cơ hội đầu tư mà bạn không thể bỏ qua. Chúng tôi giới thiệu căn nhà mặt tiền đường Cao Thắng, nơi mà bạn sẽ tìm thấy một giá trị thật sự đặc biệt. Gần nhiều tiện ích như là đối diện trường đại học Hoa Sen và nhiều các tổ chức định chế tài chính, ngân hàng, nhà hàng, khách sạn và các hãng xe Ford. Và bạn sẽ dễ dàng kết nối di chuyển qua lại giữa các vị trí liên quận. Quận 3 là nơi tập trung nhiều các công ty kinh doanh đa ngành nghề nhiều nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ vị trí trung tâm giao thoa giữa các quận trong thành phố nên quận 3 được rất nhiều doanh nghiệp chọn là nơi để mở trụ sở văn phòng, công ty kinh doanh. Bất động sản chào bán của chúng ta hôm nay là căn nhà tọa lạc tại mặt tiền đường Cao Thắng thuộc phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Với diện tích đất được công nhận là 54,2m², trong đó chiều ngang mặt trước là 5,94m và chiều dài của căn nhà là 9,4m. Kết cấu xây dựng gồm 5 tầng lầu cộng sân thượng. Tổng diện tích sàn được sử dụng lên đến là 271,1m². Pháp lý hoàn chỉnh với sổ hồng đã được cập nhật hoàn công đầy đủ, đảm bảo an toàn mua bán sang tên ngay lập tức. Và hướng căn nhà nhìn về hướng nam, với giá mong muốn bán của chủ nhà cập nhật tại thời điểm tháng 9 năm 2023 là 38 tỷ đồng. Nếu quý nhà đầu tư quan tâm, vui lòng liên hệ theo số điện thoại là 0983 383 509 để được tư vấn thêm thông tin. Điểm nổi bật của căn nhà này là kế bên hông, nhà có một con hẻm thông và nhà này là 100% không dính lộ giới hay quy hoạch gì cả, vì sổ đã cập nhật hoàn công mới nhất vào tháng 8 năm 2023. Phù hợp cho quý nhà đầu tư mua về ốp kính và tân trang lại làm showroom, spa, cửa hàng công ty hoặc là trụ sở văn phòng kinh doanh đa ngành nghề. Với chiều ngang căn nhà rộng lên đến 6m, đây là con số thật sự đáng chú ý. Bởi vì nếu bạn tìm kiếm các căn nhà tương tự trên trục đường Cao Thắng, quận 3 với chiều ngang mặt trước 6m thì bạn sẽ thấy rằng không có căn nhà nào có giá dưới 40 tỷ đồng. Đây thực sự là một giá bán rất hấp dẫn cho bạn để sở hữu một căn nhà tọa lạc tại một vị trí kinh doanh sầm uất nhất tuyến đường này. Vị trí này thật sự là tiện lợi, bạn sẽ sống ngay giữa trung tâm quận 3 và tận hưởng mọi tiện ích. Chỉ với 38 tỷ đồng cho một căn nhà mặt tiền độc đáo như thế này, đừng để cơ hội này trôi qua. Nếu bạn quan tâm và muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại là 0983 383 509. Tiến Villa, chuyên gia tư vấn bất động sản cao cấp trung tâm Sài Gòn.